Các bạn và tôi mình được Chúa ban cho một thời tiết khá nóng vào tầm buổi trưa và mở đầu buổi chiều để chúng ta cảm nhận. Nó có một cái điểm thực sự là khi chúng ta đi vào trong sa mạc. Vào trong sa mạc chúng ta chấp nhận một sự vất vả, một sự hy sinh. Ở đây tôi không biết là có bạn nào đã được đi cùng với bố mẹ sang đất Palestine của Chúa chưa? Nhưng có một lần thì tôi đã sang và tôi đã đi vào trong sa mạc Sahara. Và quả thật từ trước đó khi mà nghe về sa mạc Sahara, người ta nói về cái sức nóng của nó kinh khủng. Và hôm đó tôi cùng một bạn cũng đi vào trong sa mạc, đó đúng vào một tầm buổi trưa, sức nóng ghê hơn. Nhưng tôi không hiểu sao họ có thể sống được. Các bạn đừng nghĩ ở trong sa mạc, ít người ở trong sa mạc có rất là nhiều người. Có người đi qua sa mạc Sahara, có người thì sống ở trong sa mạc Sahara. Và tôi thấy ai sống trong sa mạc Sahara thì đều trắng trẻo cả. Cho nên ai nhiều người đã thích đến sa mạc Sahara để sống. Ai mà da đen châu Phi sẽ đến sa mạc Sahara sống một thời gian lại trở thành da trắng. Tôi thấy là một điều lạ. Các việc của các bạn cũng như sao? Bởi vì khi mà sống ở trong cái sức nóng như thế thì người ta phải mặc áo quấn kín. Và người ta giữ một cách rất đặc biệt. Thế cái nóng nó không thể nào mà có thể xâm nhập được vào người ta, nhưng mà cái sức nóng thì nó khiến cho người ta tuy là có mệt mỏi nhưng mà người ta lại rất nhiệt tình, hăng hái. Lần đó đoàn của chúng tôi là có 48 người. Người có tuổi có, người nhỏ tuổi có. Khi mới vào thì cảm thấy nó mệt, nhưng mà về sau thấy người ta có thể sống được ở trong đấy thì ai cũng hăng hái. Thì hôm nay tôi thấy các bạn vào đây thì tôi thấy các bạn, nhiều bạn rất là hăng hái. Vì tôi biết là các bạn ở nhà có rất là nhiều điều kiện. Với gia đình nhà mình điều kiện có điều hòa rất là mát mẻ. Cho nên là tôi muốn xin về trên cho tổ chức ở tại Đại Chủng Viện để các bạn được cảm nhận, được nơi mà huấn luyện cho các thầy để làm linh mục. Và tôi đã được huấn luyện ở đây 7 năm. Và các bạn biết thời của tôi thì quạt rất hiếm. Mười người chúc một cái quạt để từ xa thổi. Nhưng mà chúng tôi vẫn phấn khởi vì là được đào tạo huấn luyện để về sau để phục vụ tất cả các bạn. Tôi thấy cha nào cũng phấn khởi. Cho nên là lần này trong sa mạc lần này thì chúng tôi muốn tổ chức ở đây để các bạn được ăn, được ngủ ở các khu nhà này. Các bạn ít nhất có 3 ngày để các bạn được huấn luyện giống như là các thầy được huấn luyện ở đây, để các bạn có thể cảm nhận, các bạn có thể đồng cảm được với các thầy trong những ngày huấn luyện. Tôi biết là chắc chắn là vào buổi trưa các bạn nghỉ ở trên kia, các bạn cũng chịu những cái nóng. Nhưng mà những cái nóng đấy là những cái nóng mà làm cho chúng ta có cái tinh thần hy sinh để luyện cho các bạn dần dần. Khi mà các bạn từ một cái sa mạc tốt đẹp với điều kiện máy điều hòa ở gia đình, các bạn đi đến một cái sa mạc không có máy điều hòa nhưng mà có những cái quạt. Nhưng nguyện Chúa Giêsu thánh thể, Chúa Giêsu thánh thể ở trong các bạn.
thì các bạn cũng có thể đi được trong sa mạc này. Cho nên là tôi tin là có Chúa Giêsu Thánh Thể ở trong tâm hồn của các bạn. Các bạn mới sẵn sàng, các bạn mới phấn khởi, các bạn mới hy sinh mỗi người một tay một chân cho các công việc trong cái thời gian huấn luyện, để cho kết quả của cuộc huấn luyện được tốt đẹp ở nơi tất cả các bạn, tất cả các sư, các thầy, anh chị em trong ban huấn luyện cũng hy sinh thời gian để dành cho chúng ta. Vì lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể mà các bạn đến đây học cũng là vì lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể. Thầy đã được rất cảm ơn các bạn. Tôi mong mỏi các bạn cố gắng, bởi vì các cha xứ các ngài rất là vui khi mà thấy các bạn đến đây một cách nhiệt tình. Sáng nay khi mà tôi bước nhìn lên trên sa mạc, tôi thấy những người cha xứ rất phấn khởi khi mà mình thấy chương trình huấn luyện các bạn được huấn luyện tại đại chủ viện tại đây với tất cả các thầy các sư, anh chị em huấn luyện một cách nhiệt tình để truyền đạt cho các bạn, chia sẻ cho các bạn những bài học, những niềm vui để các bạn và tôi mình càng ngày càng gần với Chúa Giêsu Thánh Thể hơn. Mình đến với Chúa Giêsu Thánh Thể bằng tất cả trái tim. Cho nên các bạn càng nóng bao nhiêu để các bạn lại càng có sức bao nhiêu. Tôi chia sẻ các bạn một cái câu chuyện về sau này tôi kinh nghiệm. Nếu mà ở trong càng lạnh càng mát thì lại càng dễ chết, nhưng mà càng nóng lại phải trở lại. Có một lần tôi đi xuất dầu trên hồ sơ, nhưng mà cái bằng của hồ sơ nóng lắm. Mà nóng này thì làm sao mà sống được. Nhưng mà xưa ấy, sau xong một thời gian thấy sơ mạnh khỏe Việt Nam, thì mình thấy hóa ra là ở trong cái phòng nóng nuôi chật chội thì lại được Chúa thêm sức. Và quả thật tôi không thấy ai người chết vì nóng cả, nhưng mà chết vì lạnh, chết vì mát cả quá. Chỉ có chính vì thế thì trong cái điều kiện tuy là không được bằng ở gia đình của các bạn, nhưng mà tôi nghĩ điều kiện ở lại chủ nhiệm Thánh Xe là nơi để mà các bạn có thể gặp gỡ nhau, các bạn chia sẻ với nhau, các bạn có chung một niềm vui trong Chúa Giêsu Thánh Thể và với Chúa Giêsu Thánh Thể, bởi vì Chúa Giêsu Thánh Thể mới là của các bạn và của giỏi giang trong học tập nhờ Chúa Giêsu Thánh Thể. Và các bạn biết Chúa Giêsu Thánh Thể rất bổng nhiệm, cho nên là bạn nào học kém thì các bạn bạn đó cố gắng chịu khó đến viếng Chúa Giêsu Thánh Thể. Bởi vậy cho nên trong 3 ngày sa mạc này, tôi cùng với cả tất cả các thầy các sơ, anh chị em trong ban huấn luyện sẽ giúp cho anh chị em mang một cái tâm tình gắn bó và yêu mến với Chúa Giêsu Thánh Thể. Trước hết là chúng ta phải thể hiện bằng hành động. Có nghĩa là khi mà các bạn và tôi mình tới một giáo xứ nào thì bao giờ mình cũng vào nhà thờ, mình chào Chúa trước, thì mình mới thực sự là huấn trưởng, là thiếu nhi Thánh Thể. Còn nếu mà các bạn và tôi mà mình tới nhà xứ, mình vào thăm cha xứ rồi mình vào vòng mình trắng vào nhà thờ thì cả mình lại về, thì mình thứ nhất là mình chưa hẳn là người có đạo, thứ hai là mình không phải là thiếu nhi Thánh Thể của Chúa. Thiếu nhi Thánh Thể của Chúa nghĩa là các bạn và tôi mình tới một nhà thờ, tới một xứ, bao giờ chúng ta cũng ưu tiên vào nhà thờ chào Chúa. Chúa là chủ nhà, Chúa là sự sống, Chúa là bạn đồng hành của các bạn và tôi. Bởi vậy cho nên là tôi muốn hiện lấy chủ đề đến học và làm theo lời Chúa dạy ở trong sa mạc lần này. Vì thế để Chúa Giêsu Thánh Thể trở thành sức mạnh cho tất cả các bạn. Khi các bạn có Chúa Giêsu Thánh Thể thì các bạn là người văn minh nhất, các bạn sẽ là người giỏi nhất,
các bạn sẽ là người tràn đầy sức sống nhất. Khi mà các bạn có Chúa Giêsu Thánh Thể rồi thì có nghĩa là các bạn sẽ có tất cả. Còn nếu mà các bạn của tôi mình không có Chúa Giêsu Thánh Thể thì có nghĩa là mình không có gì. Cho dù các bạn có giỏi đến đâu thì tất cả những cái sự giỏi giang của chúng ta cũng sẽ trở thành bọt biển. Nó tan biến đi, nó không để lại cái gì cả. Nhưng mà tôi hằng cầu xin Chúa Giêsu Thánh Thể ở với các bạn để các bạn thực sự có Chúa Giêsu Thánh Thể, để càng ngày các bạn càng tiến triển một cách tốt đẹp. Sau này các bạn, trong số các bạn có những người sẽ trở thành các thầy, các sơ, trở thành các cha, các đức giám mục, vân vân. Nhưng mà trong số các bạn cũng có những người trở thành kỹ sư, bác sĩ, những người tài năng của giáo hội và của xã hội. Thì điều đó rất quan trọng từ tất cả các bạn. Và giờ đây các bạn chuẩn bị tiếp tục cho các giờ học tiếp theo của buổi chiều hôm nay. Tôi cầu xin ơn Chúa ban mọi ơn lành cho các bạn. Chắc chắn Chúa Thánh Thần từ nơi Chúa Giêsu Thánh Thể sẽ đến để cho các bạn mạnh sức, để các bạn không có bị quản ngại trong những cái nắng, những cái mệt mỏi, nhưng mà các bạn được tràn đầy nhiệt huyết, tràn đầy niềm vui. Khi mà trên gương mặt của các bạn mà đi huấn luyện, lúc nào các bạn cũng phải nở nụ cười vui tươi và phấn khởi, cho dù mình vất vả đến đâu mình cũng nở nụ cười. Thì về sau đến đâu thì các bạn cũng sẽ gặp khó khăn gì thì mình cũng vui tươi phấn khởi, thì mình biến những cái khó khăn, vất vả, hy sinh nó trở thành cái điều này cho mình và cho những người khác. Tôi với các bạn từ nhỏ, khi mà tôi ở tuổi của các bạn, tôi đi tham gia các cái chương trình, thì tất cả những cái khó khăn mình đều vui tươi, thì mình sẽ không cảm thấy những cái vất vả hy sinh và nó trở thành những cái hoa trái cho mình. Vì thế một lần nữa xin cảm ơn các bạn sẵn sàng.